Ravenson. Số 9 của Tôn Minh Lạnh quá mắc khỏe. Trong một thế trận như thế này thì ông Lữ Thắng đang muốn tận dụng Ravenson nhiều nhất. Càn lướt, sức mạnh. Một vào mạnh và như vậy là sẽ có một quả đá phạt 11m dành cho câu lạc bộ Topland Bình Định. Người phạm lỗi với Ravenson là Đỗ Duy Mạnh. Khó khăn càng thêm khó khăn với đội bóng thủ đô. Ravenson đang là nhân vật chính của trận đấu ngày hôm nay. Ban huấn luyện của câu lạc bộ Hà Nội đang có phản ứng. Quyết định đã được đưa ra. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống thoát xuống của Ravenson này. Và đó sẽ là cú đá của Ravenson. 2-0 cho Topland Bình Định. Hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, lạnh lùng đánh bại thủ môn Bùi Tấn Trường. Cú đúp của Ravenson. Số 9 của Topland Bình Định đang là sự khác biệt ở trong trận đấu ngày hôm nay. Điều này đã được